Sáng ngày 21 tháng 8, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức hội thảo về công tác đào tạo, bồi dưỡng gắn với quy hoạch đội ngũ cán bộ hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp. Những năm qua, công tác đào tạo, bồi dưỡng quy hoạch cán bộ được Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp chú trọng và thực hiện nghiêm túc, khách quan, dân chủ, chặt chẽ, đúng quy trình quy định. Cán bộ đưa vào nguồn quy hoạch các chức danh cán bộ lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ thuộc diện Ban Thường vụ tỉnh ủy quản lý, đảm bảo về độ tuổi, cơ cấu và những tiêu chuẩn của cán bộ trong nghị quyết Trung ương 3, khóa 8 và các quy định của tỉnh ủy. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã phối hợp tổ chức 40 lớp tập huấn cho gần 2.000 nữ ứng cử viên lần đầu tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 cử 45 lượt cán bộ công chức tham gia các lớp bồi dưỡng tập huấn chuyên đề do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và các sở ban ngành tổ chức. Tổ chức 28 lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác hội cho hơn 900 lượt cán bộ hội các cấp. Đồng thời bổ sung quy hoạch 10 cán bộ chức danh trưởng, phó trưởng các ban, văn phòng và 5 chức danh chủ tịch, phó chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Nhiệm kỳ 2026-2031, Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt quy hoạch 4 cán bộ chức danh chủ tịch và phó chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh. Tại hội thảo, các đại biểu nghe tham luận, trao đổi của các sở ban ngành, đơn vị trong thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch cán bộ nữ, cán bộ hội. Qua đó, làm rõ tình hình thực tế, đánh giá thực trạng công tác đào tạo, bồi dưỡng, vai trò trách nhiệm của Hội Liên hiệp Phụ nữ yêu cầu chuẩn hóa cán bộ và nâng cao năng lực cán bộ hội để đáp ứng yêu cầu vị trí quy hoạch những khó khăn trong công tác tham mưu đào tạo quy hoạch cán bộ nữ và đề xuất giải pháp trong công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ nữ cán bộ hội các cấp gắn với quy hoạch cán bộ trên địa bàn tỉnh